Xin chào anh em đã quay trở lại với K9 nha. Được rồi, update 1.14 cũng đã ra mắt. Vâng, và rất là nhiều nội dung mới à, nào là nhánh tăng hạng lặng mới của Thiệp Khắc này. Rồi thì tùy chỉnh chiến trường này, nhưng mà được cái tên gọi khác khi mà update trong game là Việt Sắc ra thì là biến thể dã chiến. Mình thực sự thì không hiểu là bên người Việt làm trong Nguyên Minh hay là của người người nước ngoài học tiếng Việt hoặc là biết tiếng Việt và Việt Sắc cho Nguyên Minh. Nếu anh em nào biết hoặc là ai có thông tin gì về người đã làm cái Việt Sắc này thì bình luận phía dưới cho mình nhé. Mình cũng không biết đâu, mình cũng không có ý chê gì đâu, nhưng thực sự là mong rằng cái việc mà làm cái Việt Sắc ấy, làm cái Việt Sắc nó thực sự nó dễ hơn tí. Anh em để ý này, biến thể dã chiến. Thực sự nhá, nếu những người chơi mới mình đọc vào nó rất là khó hiểu. Giá mà mình viết giống như là tùy chỉnh chiến trường hoặc là sửa đổi trên chiến trường hoặc là sửa đổi chiến trường như là Chris Tanker Việt Sắc ấy, là tùy chỉnh chiến trường ấy thì rất là hay, nó rất là không phải là quá hay, nó không phải là mỹ miều nhưng mà nó thực sự là dễ hiểu. Nhưng mà mình thôi, Việt Sắc thế nào thì cũng tùy anh em tự cảm nhận, như mình thì thấy nó hơi khó hiểu chút. Rồi, đi đến nội dung biến thể dã chiến trước nha anh em. Ok, chúng ta sẽ đi tới chi tiết về biến thể dã chiến. Biến thể dã chiến là một là khả năng thực hiện nhiều điều chỉnh tinh vi cho xe tương ứng theo vai trò cũng như là thay đổi đặc tính của nó bằng hàng loạt cái sửa đổi. Mỗi biến thể tiếp theo sẽ mở khóa sau khi nghiên cứu cái trước. Ồ, đây như anh em thấy đây. Chúng ta sẽ nâng cấp từ 1 cho đến cấp thứ 8. Wow. Đấy, chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai. Nghiên cứu biến thể. Sơ đồ biến thể khả dụng cho xe nghiên cứu được và sưu tầm cấp 6 cho đến cấp 10 đã được đặt trạng thái Elite. Elite ở đây có nghĩa là đã trạng thái tinh nhuệ đấy anh em ạ, có nghĩa là nghiên cứu toàn bộ các module rồi. Biến thể đối với xe đặc biệt, phần thưởng và premium khả dụng ngay sau khi mua. Wow. Biến thể cơ bản mang lại cho lợi ích một trong những các đặc tính xe. Đấy, anh em thấy này, thông số xe sẽ được tăng lên và mở khóa sửa đổi kép. Những biến thể này có thể lắp đặt miễn phí nhưng bạn cần kinh nghiệm chiến đấu cũng như kinh nghiệm tự do để nghiên cứu chúng. Anh em hiểu không? Có nghĩa là khi chúng ta lên được tăng tinh nhuệ rồi, nghiên cứu các module rồi, chúng ta có thể là không bật cái tăng tốc kíp lái thì vẫn tích được kinh nghiệm chiến đấu hoặc là dùng kinh nghiệm tự do để quy đổi. Được rồi. Sửa đổi kép cải thiện một đặc tính của xe trong khi nó làm giảm cái khác. Cái này có nghĩa là chúng ta sẽ phải cân bằng lại game ấy, anh em ạ. Có nghĩa là làm chiếc xe của chúng ta tăng lên cái này thì giảm đi cái lọ để chiếc xe đó không quá ốp. Nếu mà chỉ có tăng lên thôi thì nó khác gì là nâng cấp xe đến làm cho những chiếc xe chưa nâng cấp kịp hoặc là mới stock ấy sẽ làm cho mất cân bằng game anh em ạ. Đấy, sẽ nó mang lại lợi thế cho cái người chơi nhiều kinh nghiệm gốc hoặc là nhiều kinh nghiệm chiến đấu rồi. Bạn cần kinh nghiệm chiến đấu hoặc tự do để nghiên cứu biến thể và bạc để lắp đặt chúng. Người chơi có thể hủy bỏ gỡ khỏi xe biến thể bằng một cách miễn phí khi xe bán đi. Biến thể cơ bản và đặc biệt được lưu nhưng sửa đổi kép sẽ bị hủy bỏ. Wow. Cái này chúng ta sẽ đi vào sau nhá, bởi vì mình cũng chưa nắm rõ được đâu. Rồi, sang nội dung thứ 5. Cấu hình khác cho xe. Sau khi đạt đến cấp biến thể dã chiến nhất định, một cấu hình khác khả dụng cho xe của bạn cũng như xuất hiện phương án chuẩn bị thêm một bộ thiết bị, đạn, vật phẩm và ứng dụng kỹ thuật nữa trong gara. Nó không thay thế cấu hình tinh chỉnh nhưng mở khóa một cơ hội mới. Bạn có thể đánh giá bản đồ và thành phần phe địch trong lúc chờ đợi đếm ngược ấy, trước trận đấu để lựa chọn một trong hai cấu trình hình xe. Điều này cho phép chuẩn bị tốt hơn trong những tình huống khả dĩ phải đương đầu. Khiếp, ông nào Việt Sắc mỹ miều thế. Những tình huống sắp xảy ra là được rồi. Đây mình giải thích cho anh em này. Giả sử mình cầm một chiếc tăng hạng nhẹ đi vào mắt thành phố thì mình có hai cấu hình đúng không? Một cấu hình là full tầm nhìn, mắt tầm nhìn lên để có thể là đi soi ở những mắt đồng bằng, nhưng không may mình đã vào mắt thành phố. Nên là mình muốn đổi sang cấu hình 2, là cấu hình 2 build theo kiểu là tăng độ ổn định của lòng pháo, tăng đam trên phút. Đấy, để có thể vào tăng thành phố hỗ trợ đồng đội bắn địch gây sát thương mắc cố gắng nhất. Đấy, kiểu như vậy. Hoặc là tăng hạng chung chẳng hạn. Đấy, vào cái một trận đấu mà có tăng hạng nhẹ rồi thì chúng ta không chuyển sang cấu hình mà có kính nữa, chúng ta chuyển sang cấu hình full đam chi phút, full độ ổn định lòng pháo để có thể gây đam tốt hơn. Nhưng mà nếu trong trận đấu đấy lại không có tăng hạng nhẹ, chúng ta chuyển sang cấu hình mới là có kính, là có quan sát chỉ huy.
Đấy, rất là hay. Chúng ta sẽ sang nội dung thứ 6. Thiết đặt cốt yếu. Rồi, bị miểu quá nhỉ. Thiết đặt cốt yếu là một phần của cấu hình xe, bao gồm đạn vật phẩm chi cấp với cấu hình khác, bạn có thể đổi qua lại các mình. Cái này thì anh em cũng giống như cái bên kia thôi, cũng là thay đổi ấy mà. Rồi, chúng ta sang thứ 7. Cũng là thiết đặt phụ trợ, thì ở đây là một phần của cấu hình xe, bao gồm thiết bị ứng dụng kỹ thuật. Đấy, cấu hình thay đổi các đấy, anh em có thể ấn để thay đổi. Wow, cái này hay này, cái này hay này. Biến thể đặc biệt vai trò ô. Biến thể đặc biệt mở khóa cấu hình khác đối với xe tương ứng, cho phép chỉ định trong danh mục của ô thiết bị thứ hai. Xe cấp 8 cho cấp 10 đó nhá, chỉ cấp 8 và cấp 10 thôi. Cái biến thể cấu hình, biến thể chiến trường này thôi, mình muốn Việt sắp thành tùy chỉnh chiến trường nhá. Mình muốn đọc thành tùy chỉnh chiến trường cơ, cho nó đỡ rắc rối. Thì tùy chỉnh chiến trường áp dụng cho từ cấp 6 cho đến cấp 10. Nhưng cái ô đặc biệt này, cái ô mà thêm một cái vai trò nữa cho ô thiết bị, thì chỉ cho cấp 8 và cấp 10 thôi. Bạn có thể tái định danh mục ô đã chọn bằng cách dùng bạc. Wow. Vậy là chúng ta sẽ có hai ô. Chúng ta sẽ có hai ô là sẽ được bonus của cái thể loại này, là bao gồm là hỏa lực, cơ động, linh hoạt và khả năng chống cự, khả năng sống sót và trinh sát. Cái này rất là hay. Khi mà chúng ta có thể làm chiếc xe thêm những cái vai trò mới, nó tốt hơn, khi mà nắp thiết bị vào nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều ha. Chúng ta sẽ sang mục cuối cùng, vai trò xe trong trận. Wow, không như loại xe, vai trò xe phản ánh chính xác hơn về chiến thuật đánh, tối ưu cũng như quyết định sơ đồ biến thể nào sẽ khả dụng trong phương tiện cụ thể. Như anh em thấy ở đây thì có tận tổng là 7 vai trò của xe, và mình cũng chưa lắm rõ được hết, nào là trinh sát hoặc là xung kích, hay là nói chung là mình cũng chưa biết đâu. Chúng ta sẽ đi vào những cái chiếc xe đấy để biết rằng là từng chiếc xe nó sẽ có những nhiệm vụ vai trò là gì nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với chiếc xe mà mình yêu thích nhất, Brzo Zesto M35 Mod 46. Chiếc xe này vai trò của nó là tăng hạng chung hỗ trợ. Vâng, đúng vậy. Mình cũng đồng ý với người Việt Sắc, đó chính là chiếc xe này là thuộc về vai trò hỗ trợ. Đặc trưng của vai trò hỗ trợ, các xe này dùng nòng súng hoàn hảo nhưng cần một số điều chỉnh nhất định để phát huy hiệu quả tối đa. Chúng có thể gây ra một lượng thiệt hại rất lớn trong khoảng thời gian ngắn. Đúng rồi, tăng hạng chung hỗ trợ thì thường chúng nó sẽ có những cái độ ổn định lòng pháo tốt, những cái đam trên phút cao, và cũng có khá là cơ động để có thể đảo cánh cũng như là chọc địch. Rồi, chiếc M35 Mod 46 của chúng ta chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 mục thôi. Và chúng ta đã bị khóa hai mục là mục thứ 7 và mục thứ 8, chỉ khả dụng cho cấp 9 và cấp 10 thôi. Thứ nhất, về ô đầu tiên, chúng ta sẽ được, nếu chúng ta dùng kinh nghiệm chiến đấu để mở khóa cấp độ đầu tiên, thì sẽ được một cái nữa là tùy chỉnh cái thiết đặt cốt yếu, chỉ bao gồm đạn và vật phẩm. Chỉ bao gồm đạn và vật phẩm thôi đó nha anh em nhé. Thì đây, chúng ta sẽ nghiên cứu thử nhá. À, như anh em thấy thì hiện tại thì mình cũng có tích kinh nghiệm rồi, là mình có tích 71.000, cũng là rất là... mình cũng đã đoán trước được phải làm video cho anh em nên mình đã tích sẵn rồi. Ok, mình sẽ nghiên cứu ô đầu tiên. Ô thứ hai tương đây, ô thứ ba mất tương đây. Đấy, 46.000, 57.000 và 69.000. Thì ô thứ nhất chúng ta sẽ nghiên cứu nhé. Tăng cấp biến thể các bạn. Tinh tinh. Vâng, chúng ta chỉ mở khóa ô đầu tiên thôi. Đó chính là thiết đặt cốt yếu. Vậy là ô thứ hai này chúng ta mới được sử dụng cái này. Thì như anh em thấy thì chúng ta đã có hai cái vật phẩm rồi, chúng ta sẽ sang gara để xem rằng là chúng ta có thay đổi không nhé. Rồi, ô thứ hai đấy, anh em thấy không, đấy, ô thứ hai chúng ta đã trống rồi và chúng ta sẽ lắp. Như anh em thấy thì ô thứ nhất mình lắp đồ bình thường thôi, nhưng mà bây giờ mình ô thứ hai mình muốn chai hát một trận đấu rất là ngon, mình sẽ lắp đồ toàn đồ lớn và cắn lắc. Thế là rất là hay, khi mà chúng ta vào trận đấu mà chúng ta muốn đánh giả sử đánh với lại cấp thấp là cấp thấp như này, là đánh cấp 6-7 chẳng hạn, thì mình chỉ cầm này thôi, không quá là khỏe. Nhưng mà không may vào phải cấp cao như thế này thì mình sẽ phải mang những đồ lớn cũng như là đạn vàng, full đạn vàng luôn. Đấy, anh em hiểu ý mình không? Mình sẽ phải mang full đạn vàng chẳng hạn để có thể bắn với cấp 10. Thì chúng ta sẽ có ô thứ hai là toàn đạn vàng vào đồ lớn, thật là hay. Được rồi, quay trở lại với lại mục tiếp theo. Thì theo mình thấy thì mỗi cấp độ này sẽ mất 11.500 kinh nghiệm chiến đấu và 11.500 kinh nghiệm tự do, tùy anh em muốn dùng cái nào. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái thứ hai, lợi ích cố định cộng 1% công suất động cơ. Wow, cái này nhá, mình nói thẳng luôn, tùy chỉnh chiến trường này chính xác là nâng cấp xe, anh em hiểu ý mình không?
khi mà chúng ta dùng cái ô này thì chúng ta sẽ mất cái này được cái nọ, nhưng lợi ích cố định đã cộng cho chúng ta 1% công suất động cơ. Tuy không quá nhiều nhưng đó vẫn là lợi thế so với các xe khác đang sở tốc hoặc là xe trong cây công nghệ chưa có thể nâng cấp được. Đó chính là cái lợi thế của nâng cấp xe. Mình sẽ gọi cái này là nâng cấp xe thì đúng hơn, thay vì gọi là tùy chỉnh chiến trường hay biến thể giá trường. Tăng cấp độ thứ hai nào? Cộng 1 suất động cơ và truy cấp sửa đổi kép cấp 2. Wow, chúng ta đã có cái cấp 2 rồi. Thì chúng ta có hai ô, chúng ta sẽ chọn một trong hai nhé. Một, tăng bền mô đun cộng trừ 50% tác động tiêu cực đến gác đạn và động cơ bị hư hại, trừ 20% độ phân tán của súng khi hư hại, và trừ phần trăm 4 tốc độ xoay thân, trừ 100% tốc độ xoay thúng. Như mình chơi chiếc Projecto này theo kiểu là bắn hỗ trợ tầm trung và mình không ít khi phải cận chiến, thì mình sẽ không phải chịu đam quá nhiều, mình cũng sẽ lánh đi những cái chỗ khác, tránh điểm nóng để không thể bị gây sát thương, thì mình chắc chắn sẽ không chọn cái này. Thì cái này, và cái thứ hai là điểm lắp hợp nhẹ, hợp kim nhẹ thì sẽ cộng phần trăm 4 tốc độ xoay thân, cộng 4% tốc độ xoay súng, cộng 50% tác động tiêu cực đến động cơ hư hại và cộng phân tán của súng khi hư hại. Thì thường thường mình dùng đồ lớn, mình cũng sẽ sửa được súng nhanh thôi. Ngoài ra thì nếu mà không bay mà tác hắc đạn với lại động cơ bị hư hại thì thường thường mình sẽ bị cháy hay là bị lổ đùng đạn dễ hơn. Nhưng mình đã nói với anh em rồi, mình ít giao tranh cho nên mình sẽ cộng cái này. Đó, mình sẽ chạy nhanh hơn. Đây, bây giờ mình quên mất mình không bật cái này lên cho anh em xem. Đây, thì đây mình đã lắp đây rồi. Đây, như anh em thấy này, nếu mà mình trừ này đi thì cái tốc độ xoay này sẽ bị giảm. Đấy, và cái tốc độ xoay súng này cũng sẽ bị giảm. Nhưng mình nếu chọn cái này này, mình đã chọn cái này rồi mà. Đấy, thì chúng ta sẽ tăng lại cái tốc độ quay súng cũng như là công suất động cơ. Tốc độ xoay của này sẽ cao lên. Wow, 67 độ trên 1 giây, quá là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ sang ô tiếp theo, đó chính là cũng cộng thêm 1% công suất động cơ. Và sẽ được thêm một cái tùy chỉnh về thiết đặt phụ trợ. Trời ơi, có thể cho mình thành cái thiết đặt hoặc là đã biến trời ơi, tùy chỉnh lại gì nhỉ, thiết bị được không? Tại sao phải mỹ miều những thiết đặt phụ trợ rồi? Trời ạ, mình thực sự luôn ấy, không biết ông nào Việt Sắc, ông nào Việt Sắc thì đến gặp mình nhá. Rồi, tăng nào. Wow, vậy là chúng ta cấp 3 chúng ta chỉ có cái ô là thay đổi thiết bị ấy thôi. Thì chúng ta sẽ sang gara nhé. Được rồi, gara chúng ta đã có hai cái này rồi. Thì đây, anh em thấy đây, thì chúng ta đã có một ô thứ hai là toàn bộ là chưa có. Thì như anh em thấy, ô thứ nhất thì mình để toàn bộ là kiểu như là một cái chiếc xe tăng hỗ trợ toàn diện. Nhưng nếu mà trong cái trận đấu này mình muốn tăng đam trên phút thì mình sẽ để thiết bị này chẳng hạn, quạt thông gió cải tiến này. Rồi ô này thì mình có thể là dọc cũng được, hoặc là ô này mình sẽ để cơ cấu xoay tiến khá là ok đấy, để ta có thể tăng đam trên phút, mình không cần phải soi nữa. Nếu mình vào những cái map mà có ở thành phố chẳng hạn, không cần phải đi soi thì mình sẽ dùng cái này, đó rất là hay. Hoặc là mình không may mình vào một cái map mà không có LT, mình sẽ lắp hệ thống quan sát chỉ huy và đi kèm với kính này chẳng hạn, cũng khá là ngon đấy chứ, đúng không anh em? Đấy, được rồi, như anh em đã biết thì ô tiếp theo này cũng chỉ mở một cái là thay đổi thiết bị thôi. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp ô tiếp theo nhé. À, ngoài ra thì cũng cộng thêm 1% công suất động cơ rồi phải, đúng nhỉ? À không, lợi ích cố định này chỉ cộng 1% công suất động cơ thôi. Nhưng mà lên cấp 4 này chúng ta sẽ được cộng 2%. Rồi, nâng cấp nào. Đó, như anh em thấy, lợi ích cố định đã được cộng 2% công suất động cơ. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa thấy cộng ở dưới này, không biết có bị làm sao. Không biết là nó đã ở đây đã cộng chưa, để mình xem nào. Chưa biết đâu. Rồi chúng ta quay trở lại với cấp 4. Thì chúng ta có cái thứ nhất là tinh chỉnh tay giảm sóc. Thì sẽ là trừ 3% phân tán khi di chuyển, trừ 3% độ phân tán khi xoay thân, và cộng 2% kích thước của vòng ngắm. Có nghĩa là tâm của mình chúng ta sẽ to hơn một chút, nhưng mà chúng ta sẽ được độ ổn định của lòng pháo khi di chuyển và xoay thân thì tốt hơn. Được rồi, chúng ta sẽ sang bên này là ống ngắm cải tiến, trừ 2% thước ngắm của tâm ngắm và cộng 3% phân tán, cộng 3% phân tán khi di chuyển và xoay thân. Thì chúng ta biết rằng là hai cái này sẽ đối lập nhau. Thằng này tăng cái này thì giảm cái kia, nhưng thằng kia, cái thằng còn lại ấy, nó sẽ tăng cái kia và giảm cái này. Anh em hiểu ý mình không? Thì như là mình nói rồi, mình dùng chiếc xe tăng này không thực sự là ngồi bắn tỉa đâu. Mình sẽ đi hỗ trợ các kiểu, thì mình sẽ phải chọn cái tinh chỉnh tay giảm sóc này là chuẩn rồi, để có thể là giúp cho cái độ ổn định của lòng pháo khi di chuyển và slap shot, mu shot tốt hơn. Và mình sẽ chọn cái này anh em nhé. Boom, yeah. Như anh em thấy thì mình cũng đã được thêm 3% phân tán các kiểu rồi. Thế thằng rất là ngon. Được rồi, chúng ta sẽ sang cái 5. Ô thứ 5 cũng cộng thêm 11.500 kinh nghiệm. Thì chúng ta sẽ có là mở khóa ô này. Nào, bắt đầu nhé. Cộng 3% công suất động cơ cả.
Boom, yeah. Lợi ích cố định cộng 3% công suất động cơ. Đúng vậy, chúng ta đã được cộng lên 672. Như anh em vừa thấy thì lúc đấy mình chỉ có 66 mấy thôi. Thì bây giờ mình đã được cộng 3% công suất động cơ rồi. Đây thực sự là một cái nâng cấp anh em nhé. Thực sự đây là một cái nâng cấp xe. Dù có biết là cái này nó cũng tăng một chút thôi, nhưng mà nó vẫn là tốt. Rồi đến ô đầu tiên. Tinh chỉnh tua pin tăng áp, cộng 2% tốc độ lùi tối đa, cộng 5% tốc độ sửa chữa hệ sống giảm sóc. Cái này khó cho mình nha. Bởi vì nếu mà mình chọn cái này thì mình sẽ lại phải trừ mất 3% ẩn dấu. Nhưng mà nếu chúng ta này cộng 3% độ ẩn dấu, nhưng mà trừ 2% tốc độ lùi tối đa, cũng như là trừ 5% tốc độ sửa chữa hệ thống giảm sóc, cái này mình rất là phân vân. Bởi vì thường thường thì độ ẩn dấu của con Brunetto này cũng chỉ có 26 thôi, mà mình bây giờ mình mà chọn cái này thì nó sẽ tăng 3% độ ẩn dấu, thì lên được khoảng 3%, lên được 3% anh em ạ. Nhưng mình cộng cái này thì nó trừ mình của mình còn 23%, nên là mình cũng không muốn đâu. Mình thực sự mình không muốn trừ phần trăm của chiếc Brunetto này. Thế nào không bay mình di chuyển tí thôi là mình bị lộ, thì mình chắc chắn mình sẽ chịu cái trừ đi 2% lùi một chút cũng được, để có thể là ẩn giấu tốt hơn. Mình có thể làm nhiệm vụ đi soi hộ địch ở độ tim cũng được. Đấy, thì mình sẽ chọn cái này anh em nhá. Nào, ok. Đó, bây giờ ô mà anh em cái ô tiếp theo sẽ là ô mà anh em mong chờ nhất, đó chính là ô mở thêm một ô nữa. Nào, tăng. Đó, chúng ta đã đến ô cuối cùng. Vâng, ô cuối cùng này sẽ được chọn thêm một ô thiết bị nữa, là sẽ có thêm danh mục khả dụng nữa. Nhưng mà hình như chiếc xe này chỉ được khả dụng cho trinh sát hoặc là khả năng chống sót thôi, và sẽ không có ô của cái hỏa lực anh em nhé. Khả năng cao của gaming đã cân bằng rồi. Đúng vậy, của gaming đã cân bằng lại cho cái này, cho cái tùy chỉnh chiến trường này, cho thực sự là nó không làm cho chiếc xe quá ốp. Nếu mà cái mục này nhá, mà thêm cái mục hỏa lực là cái hình dấu tâm hỏa lực ấy, chắc chắn mình sẽ cho thêm một cái nữa, đó chính là quạt hoặc là cái bộ xoay trở vào ô này, và cái ô đầu tiên cơ động ấy mình cũng sẽ để nitro. Đấy. Tất nhiên rồi anh em, tăng hạng chung hỗ trợ Brunetto M56 mình làm gì cần phải hỗ trợ sống sót đâu. Mình đâu có chiến đấu với HT, cho nên mình chắc chắn sẽ chọn trinh sát anh em nhé. À, đúng rồi, mình đã chọn trinh sát. Như anh em thấy có thể tái định lại bằng 0, bằng 0, nhưng mà chúng ta sẽ dần sang này sẽ là mất 50.000 nhá anh em. Đấy, 50.000 bạc. Rồi, chúng ta sẽ quay ra gara nào. Vâng, đúng như vậy. Chiếc xe của mình đã có 2 ô. Wow, vậy là chúng ta đã có thể tăng được tầm nhìn lên được một chút, khi mà cái kính này chỉ tăng 10% thôi, nhưng khi mà chúng ta có một bonus của cái ô trinh sát này, đấy, thì chúng ta lại được thêm 11,5%. Thực sự quá ốp đi, khi mà chúng ta tầm nhìn chúng ta đã lên được 490. Wow, khi mà chúng ta không cần phải chơi đồ hồng, không phải cần chơi đồ tím, mà vẫn có cái tầm nhìn tốt để có thể là tăng cái phần trăm lên. Thực sự là quá hay đi. Cảm ơn Gaming đã tạo ra cái này, làm cho chiếc xe của mình thêm linh hoạt hơn rất là nhiều. Đây, cả cái ô thứ hai chúng ta vẫn có nhá. Ô thứ hai chúng ta vẫn có. Nếu mà anh em thích chơi kiểu này, chúng ta có thể mang quan sát chỉ huy vào ô nhỏ này, để có thể tăng cái trừ phần trăm địch ấy, trừ phần trăm carbon địch. Và ô này thì chúng ta có thể lắp litro này. Ô này chúng ta có thể lắp kính này. Thực sự chúng ta sẽ biến mình thành một chiếc xe tăng trinh sát. Wow, anh em thấy thế nào? Ổn chứ? Đúng vậy, mình thực sự thì cũng khá là thấy ấn tượng là Gaming đã làm ra cái chế độ này. Cái này được coi thành là một cơ chế anh em nhé. Gaming cũng nói rồi, cái này sẽ biến thành một cơ chế. Rồi, đó chính là chiếc Brunetto 46 là tăng hạng chung hỗ trợ. Còn chúng ta sẽ cũng đây, chiếc Bonus Square cũng là tăng hạng chung hỗ trợ. Thì chúng ta sẽ xem rằng là chiếc xe này có thực sự là sẽ thay đổi khác với không so với gì không nhé. So với chiếc Brunetto thì cũng như vậy anh em nhé. Tất cả cái này đều như vậy, bởi vì cùng một cái vai trò mà. Vậy thì chúng ta sẽ thử sang một chiếc xe khác xem sao. M54 Renegade. Đây là tăng hạng nặng, thì chúng ta sẽ ghi là tăng hạng nặng toàn diện. Wow, vai trò của chiếc xe này đấy là các tăng đa nhiệm, dễ dàng thích nghi với bất cứ tình huống nào. Đúng vậy, mình cũng đồng ý với Gaming. Chiếc xe này thực sự là rất là đa nhiệm, khi chúng ta có thể là đánh ở tiền tuyến cũng được, nếu chúng ta che cục U đi để có thể cool down với địch, không thì chúng ta có thể đi tuyến sau một chút để gây đam hỗ trợ, hoặc là có thể tự soi tự bắn tự ứng biến đi một mình cùng tăng hạng chung, hoặc nhiều lắm. Thì như anh em thấy cũng tương tự với lại cấp 8 thì chúng ta chỉ có mở được đến cấp 6 thôi, và hai ô này sẽ bị vít hệ thống giảm sóc mọi địa hình. Thì như anh em thấy thì hiện tại thì nó sẽ khác so với hạng chung, thì chúng ta sẽ có những cái như là
cộng 5% tốc độ khi vượt qua mọi địa hình, nhưng mà trừ 5% tốc độ xoáy thân và trừ 15% độ bền của động cơ làm sóc thì chắc chắn mình sẽ chọn cái này rồi. Còn cái kia thì chắc mình không chọn, bởi vì à không, từ từ nhé, còn con Tùy đấy. Sang cái thưa cấp 4 thì chúng ta có trừ 5% thức ngắm của ngắm thì chúng thì mình sẽ không chọn cái này đâu, mà mình sẽ chọn cái cộng 5% tốc độ ngắm thì tốt hơn. Ngoài ra thì cái này là cách âm, trừ 10% tốc độ choáng, thời gian choáng, trừ 15% thời gian choáng thêm, và cái này trừ đi 3% tầm nhìn. Trừ 3% tầm nhìn thì tất nhiên rồi, tăng hạng nặng mà mình cũng chả cần tầm nhìn mấy cũng được, thoải mái. Rồi, chúng ta chỉ có ba cái này thôi, và cũng tương tự như vậy. Nếu đến cấp này ấy, chắc chắn mình sẽ chọn cái ô gì rồi? Ô hỏa lực. Đây, như em thấy, khác vệ tăng hạng chung hỗ trợ thì chúng ta lại có thêm cơ động vào hỏa lực thay vì tăng hạng chung vừa rồi. Danh mục khả dụng ấy, nó chỉ có trinh sát và khả năng sống sót thôi. Đấy, khả năng chống chịu các kiểu ấy. Thì đây chúng ta lại có cơ động và hỏa lực thì chắc chắn mình sẽ chọn hỏa lực rồi, ở trên chiếc xe Renegade này để có thể tối ưu hóa đam trên phút. Thực sự là quá tốt. Rồi. Mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm nên là anh em thông cảm, mình sẽ nâng cấp chiếc xe này sau anh em nhé. Rồi mình sẽ tìm một chiếc xe khác xem sao. Đây là chiếc tăng hạng nhẹ toàn diện. Wow. Ai đặt cho quả xe tăng hạng nhẹ toàn diện được phết nhở. Xe tăng nhanh và cơ động, có thể trinh sát lẫn gây thiệt hại trong khi đánh chọc sườn. Đúng vậy, chiếc xe này đúng là có thể làm được rất là nhiều, có thể thay thế được nhiệm vụ hỗ trợ, nhiệm vụ của tăng hạng chung. Là chúng ta sẽ đến ô đầu tiên là cộng 3% công suất động cơ nhưng trừ 2% tốc độ tiến tối đa. Có khi là mình không sẽ không chọn hai cái này đâu anh em ạ. Một trong hai cái này chắc chắn mình sẽ không chọn, bởi vì mình chả dại trừ đi một trong hai. Tinh chỉnh trừ 3% thời gian ngắm cộng 3% thức ngắm vòng ngắm. Cái này mình cũng khó chọn đấy. Ngoài ra thì bên này thì trừ 15% đạn HE đâm ở hút. Wow. Trừ 8% thời gian choáng cộng 20% bảo vệ kíp đáy của chiến thương. Ui. Mình mà chọn cái này mình đâm đi đâm tăng hạng trung giáp yếu hoặc là tăng hạng nhẹ thì thôi rồi anh em ơi, chắc chắn mình sẽ chọn cái này rồi anh em ạ. Chắc chắn mình sẽ chọn cái này để cầm chiếc cảnh sát LT42, công an xã LT42, đi đâm LC, đi đâm EBR. Wow, thực sự là khá là vui khi mình có thể kết hợp cùng với lại tăng tốc chẳng hạn. Rồi, như anh em thấy thì ô này sẽ được thêm một cơ động và hỏa lực. Chắc chắn mình sẽ chọn cơ động để có thể lắp cái nitro vào cái turbo ấy, tăng tốc đấy lên được 6 à? À đúng, tăng được 5. 5 km trên giờ để có thể đâm địch thật là sướng. Wow, đúng là một mở ra một những cái biến thể, những cái biến thể, những cái tùy chỉnh rất là hay. Được đấy. Rồi chúng ta sẽ sang tăng pháo chống tăng nhỉ? Chúng ta vừa sang hai loại xe rồi, chúng ta sang pháo chống tăng nhá. Rồi SU. Thì đây, mình có chiếc SU đây rồi. Chúng ta sẽ sang chiếc xe này có nhiệm vụ là gì? Pháo chống tăng bắn tỉa. Các xe này với giáp yếu nhưng súng tương đối tốt, phải sử dụng chiến thuật phục kích trong hầu hết các tình huống giao tranh. Đúng vậy. Chiếc xe này không thể giao tranh tầm gần được mà giáp rất là yếu, chúng ta phải chờ thời cơ để có thể là xả đạn địch. Ô đầu tiên, cộng 30% độ bền của giảm sóc, cộng 15% duy trì tốc độ nhưng mà trừ 5% xoay thân. Khả năng cao mình sẽ chọn cái này đấy, chứ mình không chọn cái bên này đâu. Được rồi, sang cái thứ hai là cộng 5% tốc độ ngắm nhưng mà trừ lại cộng 3% cái tâm nó to hơn. Khả năng cao mình sẽ chọn cái trừ 3% thức ngắm này, bởi vì tăng lên số ấy, có tâm nó cũng khá là to. Rồi, sang cái tiếp theo đó chính là tinh chỉnh bộ phóng à, cộng 6% độ phân tán sau khi bắn. À, ẩn dấu cộng sau khi bắn à? Được phết à, có nghĩa là sau khi bắn chúng ta độ ẩn dấu chúng ta sẽ không thực sự là quá bị giảm quá nhiều, nhưng mà sẽ trừ 2% chắc chắn luôn, mình sẽ chọn cái cộng ẩn dấu sau khi bắn. Và khi mà chúng ta chọn vào ô danh mục thứ hai là sẽ tăng là trinh sát và sống sót. Trời, sao tăng pháo chống tăng lại thêm trinh sát và sống sót? Trời, thế vậy chắc chỉ chọn trinh sát thôi anh em ạ. Chắc chắn mình sẽ chọn trinh sát, là mình sẽ lắp kính chẳng hạn. Được phết, mở ra khá là nhiều đấy, nhưng mà đó là một số vai trò thôi anh em ạ. Có thể nhiều chiếc xe khác nó cũng có vai trò khác nhau. Đây chẳng hạn, đây này, như đây chiếc E75 là tăng hạng lặng xuyên phá này, chắc chắn nó sẽ khác với tăng hạng lặng toàn diện rồi. Thì đây chúng ta sẽ có cái khác hơn đấy, rất là nhiều anh em nhé, mình sẽ không tiện nói ở đây, anh em có thể tự vào để xem nhé. Đây tăng hạng lặng xuyên phá này đấy, rất là nhiều cái mở ra nha anh em. Đây tăng hạng hỗ trợ, tại mình không hiểu tại sao Noe lại để tăng hạng nặng hỗ trợ. Nhiều vai trò phết anh em ạ. Nói chung anh em tự tìm hiểu thôi, bởi vì trong này nó cũng khá là nhiều chiếc xe khá là ngon. Ngoài ra thì đây cũng là tăng hạng nhẹ toàn diện. Vậy thì chúng ta xem chiếc NC là gì nhá. Cũng là xe tăng hạng nặng toàn diện à? Xe tăng hạng nhẹ toàn diện à? Buồn cười nhỉ. À đây,
tăng hạng chung tấn công. Wow. Khác với chiếc xe khác thì chúng ta có chiếc xe tăng hỗ trợ thì chúng ta có tăng hạng chung tấn công, thì xe này có giáp tương đối phù hợp nhất định cận chiến và cầm chân tăng hạng lặng của chân đối phương. Ừ, vậy à, cũng được. Vậy là mỗi cấp thì sẽ có một cái lượng kinh nghiệm nhất định để lên các cấp độ tiếp theo nha anh em nhé. Như là cấp 6 thì chỉ có 3.500 thôi, 3.500 kinh nghiệm chiến đấu thôi. Đấy, còn cấp 7 thì chúng ta sẽ có là 7.000, gấp đôi này, gấp đôi. Còn cấp 8 thì là 11.500 thì cũng không phải gấp đôi lắm. Đây, 11.500 thì chúng ta lên cấp 9 thì đâu đó sẽ khoảng 2.000 thì phải, 20 mấy nghìn đấy, 20.000. 20.000 nha anh em, cũng gần gấp đôi. Và lên cấp 10 thì chúng ta sẽ có một chiếc xe là, wow, 28.000 anh em nhé, 28.000. Được rồi, thì hiện tại đối với chiếc 27 này thì mình chắc là mình cũng có một ít kinh nghiệm thôi. Mình chỉ có 11.000 kinh nghiệm thôi, mình chưa được lên nhiều. Nhưng anh em thấy rằng đối với cấp 10 này chúng ta mở toàn bộ hết các ô còn lại. Đó chính là ô thứ 7, cấp độ thứ 7 này thì dành cho cấp 9 và cấp 10 này. Đây đã mở rồi. Ô thứ 8 thì dành cho cấp 10. Đấy. Thì anh em thấy rằng là cái tiền bạc để nâng cấp lên ấy thì nó cũng mất khá nhiều của anh em ạ, mất khá nhiều. Đấy. Nhưng mà ngoài ra này, tăng cấp độ để nhận được lợi ích cố định là sức kháng cự của xe, công suất động cơ. Đấy, anh em thấy không? Cộng 3% sức kháng cự của xe. Wow, thế vậy là chiếc xe này được cộng thêm 70 điểm máu. Cộng 2% công suất động cơ thì cũng được. Nói chung là cái sự nâng cấp này ấy, nó cho phép chúng ta vừa nâng cấp xe, vừa có thể là tối ưu được cái điểm mạnh của chiếc xe đấy, và cũng cân bằng lại cái điểm cho nó giảm cái điểm khác ấy. Thì theo mình, cái tùy chỉnh ấy đấy, mình nói thật nhá, đóng mở ngoặc kép pay to win, đóng mở ngoặc kép. Đấy, anh em lưu ý cho mình anh em nhá. Mình chắc chắn với anh em vậy. Nên là anh em nào mà mình nói nhỏ anh em vậy thôi. Nhưng mà tất nhiên không phải ai cũng tận dụng cái này tốt. Tận dụng sai là thôi, coi như vứt luôn anh em nhá. Tận dụng cái sai thì cũng chả khác gì xe thường, có khi còn yếu cả xe thường. Nên là thôi, mình sẽ chọn một chiếc xe mà mình cũng có khá nhiều hình như là mình, để mình xem chiếc xe nào mình đã tích được nhiều kinh nghiệm rồi ta, để mình nâng cấp trên xe. Đây, chiếc Mantico mình cũng đã nâng được 64.000 rồi, 64.000 kinh nghiệm rồi. Thì chúng ta sẽ có ô đầu tiên. Thôi mình sẽ nâng cấp thẳng luôn nhá, ô nào mà mình thấy vừa. Ôi, mình chỉ được nâng cấp đến ô thứ hai thôi anh em ạ, chán quá. Thế là không thể nào làm được cho anh em rồi. Không sao, nói chung là chúng ta sẽ đi về chiếc tăng hạng nhẹ đầu tiên. Thì chúng ta có cộng 3% công suất động cơ, cũng như là trừ 3% công suất động cơ. Thì theo mình chắc là mình sẽ chọn cái tăng tốc độ tối đa đấy, chắc vậy. Về hỏa lực cả thì trừ 3% thời gian ngắm, chắc chắn mình sẽ chọn cái này sao ấy. À không, mình sẽ chọn cái kích thước tâm ngắm chăng. Nói chung là nó cứ có cân bằng lại anh em ạ, được cái này mất cái lọ thôi. Nói chung là tùy anh em. À đây, chúng ta sẽ sang cái hai cái ô mà mới thì đây, thì cũng thêm được cái ẩn dấu hoặc là tầm nhìn. Còn đây thì cũng là trừ 3%. Ồ, cái này hay nha, cái này hay nha. Trừ 3% độ ẩn dấu khi di chuyển, hoặc là cộng 3% độ ẩn dấu khi của xe địch sau tán lá. Chắc chắn mình sẽ chọn cái này, chắc chắn mình sẽ chọn trừ đi sau tán lá. Chứ di chuyển thì thực sự là bắt sai những xe địch di chuyển thì cũng khá là dễ thôi nha. Chắc chắn mình sẽ dùng cái này, trừ 3% độ ẩn dấu tán lá anh em nhé. Đây này, đấy, nói chung là cũng tùy anh em thôi. Còn cái này ấy thì anh em biết rồi, mở ra một ô tiếp theo, nói chung là cũng rất là ngon. Đối với cấp 10 chúng ta có những cái thay đổi như thế này thực sự là quá tốt. Đối với mình là thấy là quá tốt, khi mà chúng ta có thể tận dụng được những cái yếu ấy, những cái yếu của chiếc xe kia thì mình sẽ bù vào bằng bằng một cái nâng cấp, một cái cấu hình khác, một cái module khác, khá là ngon. Khá là thú vị. Mình cũng chưa có, đây thôi mình sẽ đi qua về tăng pháo chống pháo tự hành nhá. Thì nó chỉ ghi là pháo thôi anh em ạ, nó chỉ ghi mỗi pháo thôi. Thế là nó cũng không có gì đặc biệt cả. Mấy cái này thì chắc cũng lặp đi lặp lại thôi, nó chỉ thay đổi những cái ô này cho nó khác biệt đi thôi, phù hợp với vai trò của xe anh em ạ. Đấy, ở đây còn pháo trung tăng thì chúng ta có pháo trung tăng hỗ trợ cũng vậy cả. Còn E3 thì sao? E3 sẽ là pháo trung tăng tấn công, đúng rồi. Còn E4 sẽ là cũng là pháo trung tăng tấn công. 279 thì sao? Xe tăng hạng lặng xuyên phá là cơ động tốt, giáp dày đáng tin cậy, khiến chúng có hiệu quả khi tạo góc tăng giáp đánh tuyến đầu, lẫn núc đánh chọc sườn. K91 thì sao? À, tăng hạng chung bắn tỉa.
tăng hạng chung tấn công cũng được. Mau thì sao? Tăng hạng loạn tấn công, đúng vậy, cũng là tăng hạng loạn tấn công. Leo rồi, T100 xe tăng hạng nhẹ toàn diện. Ô thế EBR là gì? À, xe tăng hạng nhẹ bánh nốt à? Nào còn thế nữa, được phết đấy. Thôi chúng ta chốt đại cái việc mà nghiên cứu như thế này ấy, một cái chi tiết về biến thể giã chiến thì anh em hãy xem vào đây. Còn như mình sẽ gọi là tùy chỉnh chiến trường, thì anh biết rồi đấy. Cái tùy chỉnh này nó sẽ giúp anh em mở ra rất là nhiều cái nội dung mới, giúp chúng ta tăng một cái mặt nào đó của chiếc xe. Tất nhiên là sẽ phải cân bằng lại rồi, nhưng mà theo mình ấy, riêng cái đoạn này thôi nó đã búp thế này rồi, cũng gọi là hơn hẳn những chiếc xe bình thường rồi. Là mình thấy cũng 200.000 để được búp cái này thì cũng thấy cũng khá là đáng đối với người có tiền, đáng với người đã có bỏ công sức ra để cày kinh nghiệm tự do và kinh nghiệm chiến đấu. Còn những cái này ấy, theo mình ấy, không phải ai cũng build tốt đâu nhá, và không phải ai cũng tận dụng tốt đâu. Nếu ai mà biết cách tận dụng những cái đặc điểm, ưu điểm của một bên ấy, mà có thể che giấu được đi, có thể là nó là gì ta, nó là thôi mình cứ gọi nôm na nó là anh em có thể ẩn nó đi bằng cách chiến đấu của mình, có nghĩa là tận dụng cái cách chiến đấu tối đa những cái ưu điểm kia và che giấu cái nhược điểm bị trừ đi, thì thực sự nó sẽ biến chiếc xe của anh em cực kỳ khỏe. Ngoài ra cho thêm được những cái và thay đổi cấu hình khác như thế này trong chiến trường, nó sẽ giúp anh em trong một trận đấu rất là nhiều cách để chơi, rất là nhiều cơ hội để có thể làm nên chiến thắng, hoặc là làm góp phần nên chiến thắng cho team đồng đội, thực sự luôn. Đấy, anh em nghĩ sao về cái cấu hình tinh chỉnh mới này và tùy chỉnh trên chiến trường này? Thực sự thì đối với mình cảm thấy là khá là ấn tượng khi mình build cái này. Nói về pay to win đấy thì chưa chắc, đối với mình ấy, đối với người biết chơi, đối với người biết build ấy, chắc chắn nó sẽ bị pay to win đấy, nói thật với anh em, chắc chắn đấy. Nhưng đối với người tầm chưa thực sự hiểu rõ về cơ chế game thì chưa chắc đâu, nó sẽ vẫn là bình thường thôi, nó có khi còn rắc rối ấy, nó còn khi còn rắc rối đối với anh em khác. À, vậy nên anh em nghĩ sao về cái này, anh em nghĩ sao về cơ chế mới, về gọi tắt, về gọi là cấu hình tinh chỉnh đi, à cấu hình không phải, tùy chỉnh chiến trường mới, thay đổi thiết bị cũng như là mở ra những cái vai trò mới cho chiếc xe, mở ra những vai trò mới cho chiếc xe, anh em nghĩ sao? Hãy bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi video, nếu thấy hay đừng quên thích, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh giúp mình nhá. Ok, bye bye.